Hello, chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giao pho Di Lặc Trúc Phúc chất liệu gỗ hương đỏ Lam Phi đến nhà một đại gia ở Hải Phòng. Em kê ngài vào vị trí và bây giờ em quay review cho các bác xem. Đấy, chiều cao của ngài là 1m6, rộng 65, cà kỹ là cao. Kỹ là cao 1m90 ạ. Em đi có xem ạ, mặt cái rất kia là mặt này. Hàng này thì em đục tứ diện nha các bác nhé, lộ rõ cả hai chân hai tay luôn chứ không phải đục mặt các mô khác. Nói trước khi là đẹp luôn. Đây ngài cầm lòng chú ý. Đấy. Đây 5 đồng tiền chữ vạn sự chú ý luôn. Em quay tứ diện cho các bác xem. Ghế rất chi là đẹp luôn. Đây, quay xa xa ra cho các bác nhìn tổng cảnh. Bác nào nhìn tác phẩm Di Lặc Trúc Phúc này mà yêu thích thì liên hệ với em qua số 0799